Ôi, nó bị nổ trên trời rồi các bạn ơi. Ta có hai con mắt rồi. Cái gì đây? Hình con mắt này các bạn ơi. Sao chung giống nhau nhỉ? Đúng rồi, na giống nhau đấy. Tròn. Cái này hình như là một chiếc kẹo. Here we go. Úi dồi ôi các bạn ơi, con chim kia mình đã săn nó quá lâu rồi. Đây, ống nhòm đây rồi. Ôi, nó bị nổ trên trời rồi các bạn ơi. Mắt này chả nhìn thấy cái gì rồi. Ui, có cái gì ấy, nó rơi vào đầu cái bạn gì mặc áo cam cam kia kìa các bạn ơi. Bạn gì ơi? Ui, bạn Huệ ơi, bạn Huệ chết rồi à? No. Ôi trời ơi, sao phải làm đây? Tới cái cửa bạn Huệ làm sao cơ? Thế có cái gì nó rơi vào đầu bạn Huệ thế? À, cái này phải không? Thôi không biết nữa. Tự nhiên này ở trên trời rơi xuống cái này rồi. Bạn Huệ không sao là may rồi. Vừa nãy tớ săn cái con chim ở trên trời này, xong nó lổ tung ra, nó rơi xuống đây một cái phần thưởng. Thì ra lại là cái bạn siêu nhân người nhện biết bắn súng lại rơi tõm phát vào đầu bạn Huệ. Ê chà chà, hôm nay bạn tụt giỏi thế nhở, lại còn săn được cả cái bạn người nhện bắn súng này cơ. Khủng cấp luôn bạn Huệ ơi. Tớ bị đau như thế này nhá, thì tớ phải là người khui. Được, tớ sẽ để bạn Huệ khui. Các bạn ơi, nhìn đây này. Một bạn siêu nhân người nhện tập bắn súng và bò trên đất nha. Chân tay lủng lẳng này các bạn ơi. Không biết là bạn này có bắn được có bò không nhỉ? Xem nào. Ở đây có công tăng này. Có công tăng à? Bắn súng đây. Bò này. Ui, bạn Huệ ơi, bạn ấy biết bò này. Khẩu súng còn bắn được này. Nào, xem nào, từ từ. Bạn người nhện ơi, hố cái này đi nào. Sao nó cứ rơi nhỉ? Bạn ấy không thù được cái đấy đâu, tại vì là bạn ấy bỏ nhanh lắm. Bần kia, đi ra đây. Đấy, đi chỗ này này. Đi tiếp nào. Rồi. Nhưng mà, bạn tụt đây. Sao? Tôi quên mất ấy. Vừa nãy tớ nhặt được một cái kẹo mà. Kẹo như nào bạn vậy? Cái kẹo, hình con mắt này, trông giống cái mắt này này. Ồ, thế vừa nãy chắc là bị rơi ra rồi. Here we go. Đây. Đâu? Ở đây. Ở đây tớ thấy có một cái vỏ này. Sao còn mỗi cái vỏ thôi nhở? Thế cái kẹo bên trong ở đâu rồi nhỉ? Tớ đang ăn đâu? Bạn ăn trộm của tớ đúng không? Không, tớ ở đây chơi với bạn Huệ từ nãy đến giờ mà. Đâu rồi nhở? Đây còn mỗi cái vỏ thôi. Kẹo thì đâu rồi? Vẫn có mùi thơm nhưng mà không còn kẹo nữa rồi các bạn ạ. Ui, bạn Huệ ơi, ở kia có cái con gì mà cái đầu của nó lại có mỗi một cái mắt thế bạn Huệ ơi? Con này là con đầu một mắt à? Cái mặt nạ của tớ còn có hẳn hai mắt đây này. Được rồi, tớ sẽ mang cái mặt nạ này ra, tớ trêu cái con đấy mới được. Bạn tụi đây chờ tớ nhá. Bạn Huệ liều thế, không cẩn thận nó đánh đấy. Ôi giời ơi. Bạn tụt ơi, hình như là nó định đánh tớ hay sao ấy. Nhà ngươi đánh ta. Mimi. Đánh nhờ. Bạn tụt ơi, không ổn rồi. Cái con một mắt ấy, nó có võ đây. Biết ngay mà cái bạn Huệ này, chỉ được cái hấp tấp ấy. Tự nhiên, đang yên đang lành, tự nhiên lại ra trêu nó. Để nó đánh cho, sưng hết cả người lên rồi cái kia. Thì cái con đấy có một mắt mà nào của tớ có hẳn hai mắt đây này. Ai biết là con đấy nó lại ghê gớm thế này. Nhưng mà cái con đấy nó sắp đuổi tới đây rồi đấy. Bạn tụt nghĩ cách đi. Cái bạn
Huệ này bị đuổi không chạy đi đâu, lại còn chạy ra đây. Tí nó đánh cả tớ lẫn bạn thì sao? Sao ơi, bạn có khẩu súng xịn thế kia mà làm sao mà phải sợ? À ừ nhỉ, nếu mà nó ra đây ấy, tớ sẽ cho nó một cái súng vào đầu, tặng một cái, nó sẽ nổ luôn. Ui, vừa nói nó tới rồi kìa bạn Huệ ơi, bạn nấp đi để tớ ra tớ khiêu chiến nó nào. Ui ôi, đây rồi bạn Huệ ơi. Này cái con một mắt kia, bạn Huệ bạn ấy trêu nhà ngươi có một tí thôi. Nhà ngươi làm gì mà làm toáng lên như thế? Trời ơi, lại còn khua chân, múa tay nữa hả? Được rồi, ta không cần phải khua chân, múa tay. Ta có súng ở đây rồi. Này, hai xem khẩu súng của ta đây. À, ta đã nhắm vào mặt nhà ngươi rồi. Trúng rồi nha, trúng rồi nha. Con né bằng giời. Một quả nữa này. Ôi trời ơi, bạn Huệ ơi. Có hai quả đâu, con nổ bên kia. Nha, là lên nè. Bắt được nhà ngươi rồi. À đây nữa. Bạn Huệ ơi, bạn Huệ ơi, ra đi thôi, tôi đánh thắng con một mắt đây rồi. Không phải chú nữa đâu. Bạn Huệ ơi, chú ở đâu mà kỹ thế? Ui, làm cái gì thế kia? Hơ, nhảy tôm à. Ui giời ơi, bạn Huệ làm cái gì thế này? Ôi giời ơi, lại có cái gì dấu diếm diếm. Không có gì cả. Mà bạn tớ đánh thắng cái con một mắt đấy chưa? Tớ đánh thắng rồi. Tớ thì ra kia vất vả chiến đấu với con một mắt. Bạn thì ở đây vớ được cái gì lại dấu diếm diếm thế hả? Bạn Huệ như thế là chơi xấu rồi nha. À thì có cái gì đâu. Tớ thấy cái con một mắt ấy nó nổ ra xong là nó bắn ra đây hai quả trứng rồi. Tớ nhặt được cái này. Thế mà còn phải dấu diếm diếm. Đây, ở đây có quả trứng khủng long này. Đây, được rồi, tớ với bạn bóc ra nhá. Đây. Các bạn ơi, tớ bóc ra xem nhá. Đúng rồi, khủng long này, Dino này. Con này là con khủng long bả chúa ấy. Ờ, có chữ Dino S, không biết bên trong quả này có cái gì. Các bạn nhỏ có tò mò không? Tách ra nó lại thành hai lớp à? Đúng rồi, ở trên này toàn là những dấu hỏi chấm thôi. À, tức là vẫn không biết bên trong là cái gì các bạn ơi. Chúng ta cùng kiểm tra xem bên này nữa. Hai quả trứng này có gì nhá. Elsa này, Elsa là các bạn gái nào thích quả trứng này lắm này. Công chúa Elsa cũng là dấu hỏi chấm các bạn ơi. Quá trời luôn, được rồi. Chúng ta sẽ bóc ra xem bên trong này là những cái gì nha. Bạn Huệ bóc cái màu đỏ ra xem nào. Màu đỏ này tớ bóc nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đã bóc những quả trứng như này bao giờ chưa? Rất là tò mò và hồi hộp nha. Ồ. À đây này. Có khủng long này các bạn ơi, mình nhìn thấy rồi. Này, tớ thấy là có một chiếc thìa và một con khủng long người lưỡng cư màu vàng. Đây, mùi thơm phức luôn. Có cả sô cô la nữa này. Đây được rồi. Để đây là cái thìa này để ăn cái này các bạn ạ. Chúng ta sẽ bóc lốt cái mầm vàng ra nha. Đây cũng là kẹo đây này. Đây cũng là kẹo, thế trong này chắc chắn là cũng có thìa. Và không biết là có món đồ chơi gì nữa. Ô, đây là một chiếc còi và một cái thìa. Đây này. Đấy, còi có thổi được không? À, kêu đấy nhưng mà cũng không được to cho lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây còn có cái lỗ này này. Mình sẽ xỏ cái dây sang đây xong mình đeo lên cổ nha các bạn nhá. Hay quá trời luôn. Ở đây bây giờ chúng ta có hai cái phần bánh này. Bây giờ bọn mình sẽ thử thức cái bánh này nha. Ok, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.